Dạ em chào anh chị, em tên là Huy. Em năm nay 30 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Ôi, 30 mà nhìn như cỡ 25 tuổi vậy. Nhìn dạ, trẻ rồi, trẻ em luôn. Đang kinh doanh về giày dép thời trang nữ. Còn em? Em chào anh Quang Bảo, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thảo Duyên. Hiện tại em 26 tuổi và cũng đang ở Gò Vấp luôn, cũng kinh doanh luôn. Kinh doanh gì em? Dạ, em đang kinh doanh giày thời trang Hadu chung với mày. Có cơ duyên nào hai bạn quen nhau, gặp nhau? Cái câu chuyện nó bắt đầu như thế này. Từ hồi năm 23 là em với một bạn của em có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở Quang Trung. Lúc này là cô bé này là sinh viên thôi, mang giày dép đi chào thì tình cờ vào chăm sóc của em. Lúc đó em cũng có lấy hàng của cô bé này. Sau rồi em kiếm được cái mối hàng tốt hơn, đẹp hơn, đẻ hơn cô này. Thế là em xù luôn. Em bỏ luôn. Em bỏ người ta. Thì đầu tiên là ảnh cũng có lấy giày được vài chục đôi. Cũng một thời gian thì mặc dù cho em chăm sóc rất là tận tình chị, nhưng mà ảnh tìm được mối khác ngon lành hơn nên ảnh bỏ luôn. Thì mãi tới 4 năm sau tụi em mới gặp lại. Là lúc gặp đó lại là làm cơ hội gì nữa? Trong cái giai đoạn đó thì kinh doanh thì nó không được thuận lợi cho lắm thì em đi xuống. Còn cô bé này thì cô ấy từ một cô sinh viên đi chào hàng dần dần đi lên thành bà chủ. Tại em bỏ anh ta, ta mới có đi lên. Dạ. Lúc đó ảnh cũng mò mẫm, ảnh kêu là nhắn tin cho em chỉ ảnh cái cách bán hàng online, tại vì em đi lên là cũng nhờ bán hàng online cũng tiếp cận đây. Không mà có nhớ đó là cái người hồi trước bỏ rơi mình hả? Dạ không có biết. Chứ chị à, vẫn biết. Em kêu là nếu như mà thật sự là anh đang kinh doanh truyền thống mà vẫn có một lượng khách ổn định á thì anh vẫn cứ tiếp tục đi. Dạ, còn nếu như mà anh chưa có dính líu gì tới online, Facebook quảng cáo rồi đó thì thôi anh đừng có dính vô, tại vì nó giống như thuốc nghiện vậy đó, dính vô rồi là không có dứt ra được. Thì mình khuyên rất là thật lòng chị. Em nghĩ rồi, giống nghề rồi. Giống nghề rồi. Nhưng mà lúc đó hai người gặp nhau hay có ấn tượng tốt về nhau không? Có thích nhau không hay là không yêu nhau? Tại sao? Tại á, ảnh kỳ lắm anh. Mỗi lần mà em đến em giao hàng á, thân gái liễu yếu đào tơ mà anh biết không, chở nguyên một bao hàng bự bá gì nè. Mà cái shop của ảnh thì cái bậc thang cao gì nè. Em ì ạch, em tháo dây ràng đồ ra, em bê vô. Bước vô tới shop mở cửa ra, anh ơi em giao hàng. Thấy ông đang ôm bồ ông nhậu, tức muốn chết. Bồ hoa ôm cũng giao đúng hàng rồi. Không phải đâu chị, người ta đi giao hàng lại thì ít ra cũng phải thì thôi, không có phụ được thì thôi bỏ ra giùm cái đi. Còn này không chịu bỏ ra mà còn ôm ý rồi trong đó bỏ nữa. Ra rồi vợ rồi bồ người ta giận người ta không phải sao? Thì em ôm đồ anh phải có cái gì đó anh ôm với em lúc đó là hai không được đâu. Kỳ quá, không có ga lăng gì. Bây giờ với tỷ bây giờ nè, ảnh đang quen với em nè, rồi bây giờ có cô nào cũng giao giày đến cho tụi em nè, ảnh đang ngồi ôm em trong tiệm rồi có cô bé cũng bưng giày vô có giao, rồi lúc đó ảnh buông em ra cái là em cũng giận. Em nói bởi vậy đang ôm tôi hả, thấy con bé kia nó khiêng đóng giày lên cái là quăng tôi ra liền. Không phải đâu chị, thì phải phụ người ta chứ, phải phụ người ta khiêng vô chứ, tại vì người ta cũng con gái chứ bộ. Thì lúc đó mình có biết cô này là ai đâu, thì đến chào hàng thì biết chào hàng thôi. Không, có giao rồi. Hàng rồi biết em mỏi bộ. Cô chê, cô chê. Giao hàng. Thôi, sao cả thế giới thì kết nối với em. Sao chị cũng bên nào là vậy. Thì phải giữ ý tứ lại chứ, có đâu mà cũng ôm luôn. Không, không có lắm được đâu em. Khó lắm, bị bồ giận với em, đừng đùa. Rồi tại sao em không yêu cô gái này? Thì lúc đó em đang có người yêu mà. Rồi sao bao giờ mới bắt đầu ấn tượng mới bắt đầu yêu sau nhau? Sau cái giai đoạn đó thì em với người yêu cũ chia tay. Lúc đó là em mới liên hệ lại cô bé này để lấy hàng với lại học kinh nghiệm. Dạ đúng rồi, sau 4 năm. Rồi cô này không chỉ rồi sao nữa? Thì sao yêu nhau? Thì thôi, cái xong rồi hôm đó là ngày 2 tháng 9, khuya rồi, khoảng 11 giờ tối rồi. Em đi bán về, xong rồi em mới online, em thấy cô này cô ấy đang online. Em nhắn tin em hỏi là sáng giờ mấy chai rồi em. Cái cô mới bảo là không, hôm nay em không có đi nhậu. Tự nhiên là cô gửi cho em nguyên một cái list, cái lịch ngày hôm đó cô làm gì gì. Có bức hình ghi chú kèm theo đó chị. Sáng đi ăn sáng, mặc đồ đi cà phê. Cái lịch đó là em có sẵn hay gì? Dạ, kiểu giống như em đang độc thân mà chị. Em đang vui sướng với lại cái độc thân mà xinh đẹp, rất là nhiều người say đắm của em đó. Nên em cảm thấy thích
xong rồi cái em làm gì cái em cũng chụp hình lại xong em ghi lại là hôm nay mình đã tận hưởng những ngày 2 tháng 9 một ngày lễ như thế này này gì nè, xong cái tự nhiên nguyên một ngày mai hỏi mình chốn chị tức quá à. Không có được hết qua 12 giờ đêm không có khoe được với ai hết trơn, tự nhiên ông này hỏi tự nhiên cái gửi liền luôn, gửi liền mình khoe thôi. Em giống như kiểu mẹ mua bớt cái ráng quá vậy. Ê, đúng rồi đấy em. Thì cái lúc mà cô gửi cho em á, xong em mới thắc mắc ủa sao tự nhiên bé này nó gửi cho mình làm gì ta. Hai anh em nói chuyện nhau đâu được 2-3 câu cái cô mới hỏi làm vài chai không anh, 11 giờ đêm mày hỏi làm vài chai không anh, rủ chai đi thì nhậu. Em mới bảo ok chơi sợ gì, rủ nhau ra quán nhậu ngồi chắc tới 2 giờ sáng á, nói chuyện trên trời với biển, tại vì 4 năm rồi không gặp, bao nhiêu biến cố xảy ra, em từ shop xuống lề đường, còn cổ từ đâu đó đi lên ấn bà tượng chủ. Sau 4 năm lần đầu tiên gặp mặt, rồi cái ấn tượng về nhau ở ngoài gặp mặt nhau như thế nào? Đẹp hơn rất là nhiều. Nói chung là chững chạc hơn rồi toát lên cái phong thái gì đó của bà chủ. Còn em ấn tượng anh sau 4 năm gặp lại như thế nào? Vẫn không thích bình thường. Y vậy á. Bèo hơn không? Bèo hơn không? Nó chắc có chứ. Không có bèo hơn, tại vì bữa đó cũng tới thui, không thấy chân, thấy cái dáng kiểu giống như mình biết là bữa nay mình có người đi nhậu chung ngày lễ gì thôi chị ạ. Em nói trong bụng á là em cha này chắc cũng gặp lần mà chắc cũng không có gặp nữa đâu. Thôi mình chia tiền ra đi để không có ai nợ ai. Rồi ảnh không chịu, em kêu thôi chắc mai mốt em cũng không gặp anh nữa đâu, chia luôn. Rồi hai đứa chia đôi ra. Tự nhiên qua hôm sau nhắn tin cho em rủ đi xem phim đồ này kia các thứ. Thì đầu tiên em từ chối, nhưng mà ổng kiểu giống như là cơm nấu thành gạo, ố gạo nấu thành cơm vậy đó chị. Mua vé sẵn hết trơn rồi. Xong rồi cái lại kêu em thì em nói em tiếc cái vé rồi em đi luôn. Tội nghiệp em quá, thế tội nghiệp em dễ sợ, tội nghiệp luôn vậy đó. Khi nào chính thức quen nhau? 4 tháng cũng sau. Phải 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Mà trong cái giai đoạn mà lúc mà hai đứa em tìm hiểu thì cũng có một số cái biến cố. Đợt đó là hai đứa đi chơi thì cô mượn máy điện thoại của em, tình cờ cô phát hiện ở trong máy em còn giữ hình của người yêu cũ. Không phải giữ hình đâu. Thì đúng rồi, anh lưu về. Trong một phút sai lầm nào đó em lỡ tay em lưu cái hình của người yêu cũ về. Tự nhiên hôm đó đi chơi thì em mượn điện thoại em vô hình em xem, mới coi lại cái giờ đó, cái ngày á, thì em thấy là cái ngày đó là cái ngày mà hai đứa đã bắt đầu đi chơi với nhau rồi, quen mình rồi mà tại vẫn còn lưu hình cô kia. Nhưng mà cái động cơ là lưu cái hình về chứ không phải là cái hình cũ trong máy. Đúng rồi. Nó tức quá nói luôn, rồi cái từ sau đó cái em bơ luôn, em trốn luôn, trốn kín mít luôn. Lúc đó em cảm thấy như thế nào? Em cũng buồn gì, tại vì cái khoảng một tuần đó là hai đứa thì thắm thiết lắm chị, như kiểu là quen nhau rồi. Hung chưa? Lúc đó thì em có hung trộm thôi chị. Đang ngon chớn mà đùng cái bả làm cái gãy em. Nhưng mà tại sao em còn lưu, đã thích cô này rồi mà sao mà còn lưu hình bạn gái vậy chị? Trong một phút yếu lòng chị ơi. Nó quẹt nhớ quá. Bao nhiêu lâu rồi cổ mới trở bình thường trở lại? Chắc khoảng 1 tháng sau. 1 tháng? Dạ, lâu rồi. Mời em 1 tháng luôn mà chị. Mà em vẫn kiên trì trong 1 tháng. Dạ, không, ở trong thời gian đó em cũng đi thả thính tùm lum hết. Nhưng mà những cái người đó mình cái cảm nhận là nó không có hấp dẫn bằng cái này. Cái nào khó thì mình mới thích, cứ bị thôi thúc bởi người này thôi. Có rồi. Những kỷ niệm nào đáng nhớ trong tình yêu của hai tụi em? Lúc mà mới quen nhau thì cô hay dụ em kể về người yêu cũ. Thì mình cũng nhẹ dạ cả tin, mình cũng kể. Xong khi mà kể xong mà kêu là em ghen rồi, anh dắt em đi chơi đi ăn đi, hôm lát em xé xác anh rồi. Trời. Cũng là nữ là vậy hả? Nữ là vậy hả? Nói chung mà không biết được, ta tò mò tức lắm muốn nghe, nhưng mà nghe xong thấy bực. Mà em thắc mắc một cái vấn đề là tại sao mà phụ nữ cứ hay hỏi với cái chuyện người yêu cũ hoài là hết tò mò để so sánh đứa coi hồi đó yêu người đó làm sao, giờ yêu mình sao, có gì khác biệt hay không. Chi dục cực vậy? Cô gái 20 tuổi, tôi 40 mấy tuổi, tôi vẫn vậy. Chi dục cực không phải hỏi chứ, phải biết, phải nắm trong vòng tay hết, mình phải biết đối phương như thế nào. Đúng rồi, mình phải tìm cách mình xử lý. Đúng rồi, đúng không em? Dạ. Nhớ cái chưa, mốt kể đích thôi, đừng kể nhiều quá. Dạ, nhiều bị giận đó. Anh không có lần có biến cố nào không? Có biến cố nào, chuyện buồn gì trong quá trình hai người quen nhau không? Có một buổi tối là 11 giờ đêm rồi, em đi làm về thì em ghé qua bên chỗ văn phòng của cổ. Tự nhiên thấy đang gom đồ, mặc đồ chuẩn bị đi đâu á. Cái em mới hỏi là, ủa đi đâu giờ này em? Không nói, như kiểu mang giận em á. Xong rồi con bé em mà nó ở chung văn phòng á, nó mới kêu là giờ em với chị Duyên đi Vũng Tàu. Em mới nạt cho, em mới like cho một trận. Thì hồi sau em bị dụ ngược lại là đi chung với bả luôn. Đi chung đêm luôn.
Mà lý do gì tự nhiên là đi Vũng Tàu? Sáng nắng chiều mưa mà chị đêm dạ, giông bão. Thì tâm lý nó kỳ cục lắm chị ơi. Nói chung là nó cứ vẫn cứ phải liên quan tới người yêu cũ của anh. Nên em cứ tức tức sao đâu á. Tự nhiên em nhớ lại em giận hay không hả? Phải anh ạ. À, tất cả các mối quan hệ cũ trước đây nè, nó vẫn cứ còn lãng vãng đó. Mà ảnh thì vẫn cứ còn liên lạc lãng vãng như vậy thì mình rất là cực kỳ là bây khó giờ, chịu bây giờ luôn. Này, hiện giờ là tuyệt giao chưa? Dạ hết rồi chị. Em sau đó là em âm thầm và lặng lẽ em mua một cái sim mới luôn. Về cái em âm thầm và lặng lẽ em thay số của ảnh luôn. Là cô kia khỏi liên lạc được luôn. Đúng rồi. Dạ không, em đâu có liên hệ với người yêu cũ đâu, chỉ là anh em bạn bè người yêu cũ thì đúng có. Rồi. Thì đúng rồi có chị. Thôi chứ. Bây giờ là tuyệt giao rồi đó đúng chưa? Dạ. Sạch sẽ rồi đúng không? Có cái mới chưa? Chưa. Bị gài. Trời ơi chị gài em. Gia đình biết mối quan hệ của hai bạn chưa? Dạ bọn em rồi, chuẩn bị cưới. Cưới thì gia đình hai bên là vui vẻ hết đúng không? Hay là có cái điều gì khúc mắc không? Còn dạ, cái điều gì khó khăn không? Hôm tới thời điểm này thì vui vẻ rồi ạ. Chứ có hồi đầu là lúc em mới về gặp thì khó khăn lắm chị. Sao khó anh sao? Bạn nào khó? Ba người bé này cũng lớn tuổi, anh hai cũng lớn tuổi đó. Anh hai năm nay 40 rồi, hơn 40 rồi. Thì nhiều khi em về em phải đối diện với hai người đàn ông lớn tuổi thì em cũng hơi khớp đúng không? Gia đình ảnh thì sao? Đối với em như thế nào? Gia đình ảnh thì rất là thoải mái ạ. Em qua nhà ảnh em hay nhậu với ba. Trời đất ơi. Ủa, em nhậu chung với lại ba chồng luôn hả? Nhậu wow. Xong có loại tật xấu gì ra không? Dạ có một tật xấu đó chính là ngắm nghía cái bình ở trong cái tủ rượu của bố ảnh á, có rượu nào mà thấy đẹp đẹp thơm thơm là xin. Trời. Xong rồi bố hay đi công tác ở đâu mà có mấy cái món quà gì đó là bắt đầu nghía nghía hồi cái xin. Rồi, nhưng mà bố gì dễ thương. Mai là bố chồng thương, bố chồng cho. Hai bạn đã hiểu hết tánh xấu của nhau chưa? Tật xấu của bạn em là gì? Anh bị một cái tật xấu đó chính là không có đúng giờ, lề mề. Chính vì lề mề nên không có đúng giờ. Một cái nữa là ảnh hơi bị thiếu tự tin về bản thân của mình á. Đó là hai cái tật xấu mà em thấy em muốn ảnh thay đổi nhất. Còn em? Anh gái em có cái tính là nó hơi bốc đồng một xíu. Trẻ trâu quá chị. Mình xử lý một cái việc gì đó hãy cân nhắc từ từ, nhẹ nhàng, bình tĩnh làm thôi chứ không phải là ào lên như vậy. Bữa nay em ngồi đây em nói được cái từ lúc đó trẻ trâu, có nghĩa là bây giờ có thể chị hy vọng là em hết trẻ trâu rồi. Nhưng mà đôi lúc trong cái hôn nhân á, thì có những lúc mình đang mệt mỏi, căng thẳng á, mình bốc đồng như vậy tạo cái sự bực bội, tạo cái không khí nó sẽ rất là căng thẳng trong gia đình. Nhưng mà cái hay cái là hai bạn còn trẻ và đã có cái công việc ổn định. Nhưng mà thật sự luôn, cái điều mong muốn mà gái em cũng đúng. Mình là đàn ông là trụ cột trong gia đình. Thì á, cái chuyện giàu nghèo không quan trọng, ai kiếm ra được tiền nhiều hơn ai không quan trọng. Bởi vì đâu có nói trước được ngày mai, tụi bạn hai em còn trẻ lắm. Cái quan trọng là cái niềm tin của mình, quan trọng là cái bản lĩnh của mình. Tại vì đàn ông là cái trụ cột trong gia đình. Rồi ngay cả mà muốn tự tin, muốn làm việc tốt công việc thì phải thay đổi cái tính lề mề. Đó là những cái mình cần phải chỉnh đốn trước khi mình bước vào ngưỡng cửa trở thành những người đàn ông, những người phụ nữ trưởng thành để bước vào một cái mái nhà chung. Đó là những cái lời khuyên của chị dành cho hai em. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hôm nay em đến chương trình này thì em có một món quà bất ngờ tặng bạn gái em. Nhắm mắt lại đi em. Nhắm mắt lại. Đây là một cái thùng tiết kiệm thôi. Ê, nói em xài hao à. Đâu có đâu. Cái này là mình để tiết kiệm cho mục đích tương lai sắp tới khi mà hai đứa mình về chung nhà. Dạ. Mình cũng nuôi nó ha. Dạ em cảm ơn anh. Thôi. À quên. Còn cái này nữa. Tặng em khi mà quên pass. À, là cái gì sao? Cái nhíp. Gấp ghê chị ạ. Trời ơi, tặng cái thùng tiết kiệm mà tặng cái nhíp nữa là chuyện nào. Không biết làm gì luôn á. Sẽ không bao giờ cái thùng ở đây luôn. Đầy được hết. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn, các bạn rất là dễ thương.